Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa như thật rõ biết tánh của tất cả Pháp đều chẳng thể nắm giữ. Nghĩa là bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa đều chẳng thể nắm giữ, sắc cho đến thức cũng chẳng thể nắm giữ nhãn xứ cho đến ý xứ cũng chẳng thể nắm giữ, sắc xứ cho đến pháp xứ cũng chẳng thể nắm giữ, nhãn giới cho đến ý giới cũng chẳng thể nắm giữ, sắc giới cho đến pháp giới cũng chẳng thể nắm giữ, nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng chẳng thể nắm giữ, nhãn xúc cho đến ý xúc cũng chẳng thể nắm giữ, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ cũng chẳng thể nắm giữ, địa giới cho đến thức giới cũng chẳng thể nắm giữ, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên cũng chẳng thể nắm giữ, các pháp tử duyên sanh ra cũng chẳng thể nắm giữ, vô minh cho đến lão tử cũng chẳng thể nắm giữ, nội không cho đến vô tính tự tính không cũng chẳng thể nắm giữ, chân như cho đến cảnh giới, chẳng thể nghĩ bàn cũng chẳng thể nắm giữ thánh đế khổ tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm giữ bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm giữ bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm giữ tám giải thoát cho đến mười biến xứ cũng chẳng thể nắm giữ pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm giữ tịnh quán địa cho đến như lai địa cũng chẳng thể nắm giữ, cực hỷ địa cho đến pháp vân địa cũng chẳng thể nắm giữ, tất cả môn đà la ni, môn tam ma địa cũng chẳng thể nắm giữ, năm loại mắt, sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm giữ, mười lực như lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm giữ, ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ cũng chẳng thể nắm giữ, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nắm giữ, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm giữ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng chẳng thể nắm giữ tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng thể nắm giữ vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật cũng chẳng thể nắm giữ tất cả dị xanh thanh văn độc giác bồ tát như lai cũng chẳng thể nắm giữ này xá lợi tử các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa vì như thật rõ biết tánh của tất cả pháp chẳng thể nắm giữ nên không bị chướng ngại đối với tất cả pháp này xá lợi tử chẳng thể nắm giữ ba la mật đa ấy, tức là không chướng ngại ba la mật đa, không trở ngại ba la mật đa như vậy, tức là bát nhã ba la mật đa, các đại Bồ Tát nên học như vậy. Này xá lợi tử, nếu đại Bồ Tát khéo học như vậy, thì đối với tất cả Pháp đều không có chỗ đắp, sự học còn chẳng được, huống nữa là vô thượng tránh đẳng Bồ Đà, húm nữa là được bát nhã ba la mật đa húm nữa là được pháp của dị sanh thanh văn độc giác bồ tát và phật vì sao vậy này xá lợi tử vì không có một chút pháp nào là thật có tự tánh trong tất cả pháp không có tự tánh những gì là pháp dị sanh những gì là pháp dự lưu những gì là pháp nhất lai những gì là pháp bất hoàn những gì là pháp a la hán những gì là pháp độc giác những gì là pháp bồ tát những gì là pháp như lai này xá lợi tử các pháp như vậy đã chẳng thể đắc được thì nương vào những pháp nào mà có thể nêu bày có bổ đặc giá la bổ đặc giá la đã chẳng thể đắc được thì sao có thể nói đây là dự sanh đây là dự lưu đây là nhất lai đây là bất hoàn đây là a la hán đây là độc giác đây là bồ tát đây là như lai khi ấy, xá lợi tử thưa Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không có tự tánh, đều chẳng thật có, thì dựa vào những việc gì mà có thể rõ biết đây là dị sanh, đây là pháp dị sanh, nói rộng cho đến đây là Như Lai, đây là pháp Như Lai? Phật bảo này xá lợi tử ý ông nghĩ sao? thật có sắc hoặc đã hoặc đang như kẻ dị sanh ngu si chấp không? thật có thọ tưởng hành thức hoặc đã hoặc đang như kẻ dị sanh ngu si chấp không? như vậy cho đến thật có tất cả hạnh đại bồ tát hoặc đã hoặc đang như các kẻ dị sanh ngu si chấp không? thật có vô thượng tránh đẳng bồ đề của chư Phật hoặc đã hoặc đang như kẻ dị xanh ngu si chấp không thật có dị xanh dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát phật hoặc đã hoặc đang như kẻ dị xanh ngu si chấp không xá lợi tử thưa không bạch thế tôn chỉ do dị xanh ngu si điên đảo có chấp như vậy Phật bảo này xá lợi tử các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa bằng phương tiện thiện xảo, tuy quán các pháp đều không có tự tánh, đều chẳng thật có, nhưng dựa vào tục đế để cầu hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì các hữu tình mà phương tiện giảng nói khiến cho được hiểu biết chân chánh, lìa xa các điên đảo, xá lợi tử lại bạch Phật, bạch đức thế tôn thế nào là các đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, tuy quán các pháp đều không có tự tánh, đều chẳng thật có, nhưng dựa vào tục đế để cầu hướng đến vô thượng chánh đẳng Bồ đề, vì các hữu tình mà phương tiện giảng nói khiến cho được hiểu biết chân chánh, lìa xa các điên đảo. Phật bảo, này giá lợi tử khi các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, đó là hoàn toàn không thấy có một chút thật pháp nào có thể trụ ở trong, do trụ trong ấy, mà có chướng ngại, do chướng ngại nên bị thối mất, do thối mất nên tâm liền yếu hèn, do tâm yếu hèn nên sanh biếng nhác này xá lợi tử vì tất cả pháp đều không thật có, để ngã và ngã sở, đều lấy vô tánh làm tự tánh, bản tánh không tịch, tự tướng không tịch, chỉ có tất cả dị sanh ngu si mê lầm điên đảo, chấp trước sắc quần cho đến thức quần, chấp trước nhãn xứ cho đến ý xứ, chấp trước sắc xứ cho đến pháp xứ, chấp trước nhãn giới cho đến ý giới, chấp trước sắc giới cho đến pháp giới, chấp trước nhãn thức giới cho đến ý thức giới, chấp trước nhãn xúc cho đến ý xúc chấp trước nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ chấp trước địa giới cho đến thức giới chấp trước nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chấp trước các pháp tử duyên sanh ra chấp trước vô minh cho đến lão tử chấp trước bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chấp trước nội không cho đến vô tính tự tính không chấp trước chân như cho đến cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn chấp trước thánh đế khổ tập diệt đạo chấp trước bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chấp trước bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc chấp trước tám giải thoát cho đến mười biến xứ chấp trước pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chấp trước tịnh quán địa cho đến như lai địa chấp trước cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chấp trước tất cả môn đà la ni môn tam ma Địa. chấp trước năm loại mắt sáu phép thần thông chấp trước mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng chấp trước ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp của bậc đại sĩ chấp trước pháp không quên mất tánh luôn luôn giả chấp trước trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chấp trước quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề chấp trước tất cả hạnh đại bồ tát chấp trước vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật chấp trước dị sanh dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán độc giác bồ tát như lai do nhân duyên này nên các đại bồ tát quán tất cả pháp đều không thật có lỉa ngã và ngã sở đều lấy vô tánh làm tự tánh bản tánh không tịch tự tướng vắng lặng mà hành bát nhã ba la mật đa sâu xa tự an lập như huyễn sư vì các hữu tình mà nói pháp vì những người san tham mà nói pháp bố thí vì những người phá giới mà nói tịnh giới vì những người sân nhuế mà nói an nhẫn vì những người biếng nhác mà nói tinh tấn vì những người tâm tán loạn mà nói tịnh lự vì những người ngu si mà nói bát nhã các đại Bồ Tát ấy an lập hữu tình khiến cho trụ bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa rồi. Lại vì họ mà nói thánh pháp thủ thắng có thể ra khỏi sanh tử, khiến cho các hữu tình nương vào đó tu học mà được quả dự lưu, hoặc được quả nhất lai, hoặc được quả bất hoàn, hoặc được quả a la hán, hoặc được quả độc giác, hoặc nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, hoặc trụ bậc đại Bồ Tát, hoặc chứng vô thượng tránh đẳng Bồ Đà. Khi ấy xá lợi tử lại bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn khi các đại Bồ Tát thành bát nhã ba la mật đa sâu xa, sao chẳng gọi là có sở đắc, nghĩa là các hữu tình thật chẳng có, mà làm cho họ an trụ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, lại vì họ mà giảng nói thánh pháp thù thắng, có thể ra khỏi sanh tử, khiến cho được quả dự lưu, cho đến chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Phật bảo: Này xá lợi tử, khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với các hữu tình, thật chẳng có chỗ đắc. Vì sao vậy? Này xá lợi tử, vì khi các đại bồ tát ấy hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng thấy chút hữu tình nào có thể đắc, chỉ có thế tục giả gọi là hữu tình này xá lợi tử khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ nhị đế vì các hữu tình mà giảng nói chánh pháp thế nào gọi là nhị đế một là thế tục đế hai là thắng nghĩa đế này xá lợi tử trong hai đế tuy nêu bảy hữu tình đều chẳng thể được nhưng khi các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mà tuyên nói chánh pháp khiến cho các hữu tình nghe chánh pháp rồi rõ biết ở trong hiện